hơn 50 triệu đồng cho một bộ PC cũng là một khoản đầu tư rất lớn. Vậy thì hãy để mình giúp các bạn tiêu hết 50 triệu cho một bộ PC cho video ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau thống nhất về hai thành phần linh kiện quan trọng nhất, đó chính là về phần CPU cũng như là VGA. Trong khoảng giá hơn 50 triệu, với tầm tiền đó thì hoàn toàn có thể lấy được CPU Intel Core i9 và RTX 3070. Tuy nhiên thì các thành phần linh kiện còn lại sẽ hơi nổ hộp một chút. Thế nên mình sẽ chuyển sang một combo khác sẽ tối ưu nhiều thứ hơn, đó chính là combo i7 12700K và RTX 3070. Tất nhiên là sẽ cân bằng những cái thành phần linh kiện còn lại sao cho phù hợp nhất. Với combo i7 12700K và RTX 3070 thì cái việc sử dụng của bạn hầu như sẽ không cần phải lăn tăn gì nhiều. i7-12700K có tận 12 nhân và 20 luồng xử lý, còn hiệu năng của RTX 3070 rất tốt, cũng có thể nói là một trong những GPU trên V hiện tại là rất tốt, bởi vì VGA đã được giảm giá, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho mọi nhu cầu từ chơi game cho tới là làm việc. Chắc chắn thì các bạn sẽ không thể cầm mỗi CPU và VGA về kết hợp với nhau và nó sẽ tự hoạt động. Chúng ta sẽ cần đến những cái thành phần linh kiện khác để kết nối, đó chính là về phần main. Nếu như bạn muốn tiết kiệm thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái main dòng B, thì theo mình đấy sẽ là một trong những cái yếu tố cân nhắc về mức giá là cực kỳ tốt. Tuy nhiên là để tránh những cái thắc mắc của người lớn về việc tại sao dùng cái 7 dòng K lại không ý main Z thì khác nào gì lùa gà. Đấy là những câu nói mà chắc chắn khi các bạn mua dòng B về, những anh em hàng xóm hoặc một số những anh em thân thiết không biết thì sẽ hỏi câu đấy. Thế nên mình sẽ chuyển sang lựa chọn một dòng main khác, nó sẽ mang tính gọi là dĩ hòa vi quý hơn, đó chính là Acer TUF Z690 Plus DR4. Mẫu bên này thì sẽ đáp ứng rất tốt trong cái bài test của mình dành cho CPU. Thì với bài test của mình là Prime 95 thì các bạn biết đấy, Prime 95 là cực kỳ nặng, thì cái nhiệt độ của khu vực VRM khi đo đạt được là rất tốt, và cái chỗ nóng nhất có thể đạt được mình nghĩ loanh quanh khoảng chừng từ 70 đến 80 độ C nếu như vỏ cái bạn không có airflow, và CPU sẽ tiêu thụ khoảng chừng hơn 200W điện. Và theo như mình có cắm hẳn lên cái i9 12900K thì cái mẫu main này vẫn có thể gánh được cực kỳ tốt. Với việc CPU chỉ tiêu thụ mức điện áp khoảng chừng loanh quanh 200W thì cái lời khuyên tốt nhất của mình đó chính là khi sử dụng các bạn nên mua những hệ thống tản nhiệt nước All-in-One để có thể đảm bảo được yếu tố đầu tiên là về mặt thẩm mỹ là rất tốt, và cái thứ hai là đôi khi các bạn mua dòng Z rồi các bạn sẽ muốn vòng vặc ép xung một chút, thì với những cái tản nhiệt nước All-in-One thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. Và việc sử dụng main ở đây có thêm chữ là D4, tức là main sẽ RAM DR4, và việc các bạn mua RAM cũng sẽ là RAM DR4 đã giúp các bạn tiết kiệm một chút chi phí so với việc là lựa chọn RAM DR5. Và RAM ở đây mình lựa chọn sẽ là 2 thanh RAM 16GB với tổng dung lượng là 32GB, sẽ phù hợp cho hầu hết những công việc đa tác vụ, kể cả các bạn có sử dụng phần mềm Adobe Premiere Pro hoặc là After Effects thì với 32GB RAM là vẫn rất tốt, bởi vì nếu như cắm 16GB thì ít, còn 64GB đôi khi thì lại thừa. Và tất nhiên chúng ta không thể nào bỏ qua ứng cử viên RTX 3070 của Acer. Chỉ cần nhìn thiết kế bên ngoài thôi là các bạn có thể nói sản phẩm này chúng ta không cần quan tâm về nhiệt độ nữa. Và không để mất thời gian của chúng ta, ngay bây giờ mình sẽ đi ngay tới phần test hiệu năng. Về mặt cơ bản, khi mà các bạn quan tâm tới combo mình đang có ở đây, chúng ta sẽ có một mẫu CPU rất tốt, i7-12700K có 12 nhân RTX 3070 chơi game với độ phân giải 2K là quá thừa thãi, tản nhiệt All-in-One, tản nhiệt cho CPU là cực kỳ mát, vỏ cây đến từ NZXT, thực ra là tản nhiệt nước All-in-One lẫn vỏ cây thì đều đến từ NZXT, cho cái thẩm mỹ của sản phẩm là rất đẹp, tinh tế và đơn giản. Vậy thì các bạn hãy click vào cái đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video, và mức giá của sản phẩm mình sẽ để luôn ở đấy. Và nếu như bạn thực sự quan tâm đến sản phẩm thì hoàn toàn có thể tới ngay An Phát để mua ngay một bộ PC về để sử dụng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.